Hãy gửi những lời chia sẻ của quý vị trên fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện đầu năm với những ước nguyện cũng như là những điều mà chúng ta mong muốn trong năm mới. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với ca khúc là Câu chuyện đầu năm qua phần biểu diễn của một nam ca sĩ mà trước đây chúng ta từng được biết đến anh ta là một ca sĩ với dòng nhạc trẻ. Nhưng sau khi anh ấy thử sức mình và đã khẳng định được giọng hát của mình thông qua những ca khúc về Bolero thì phải nói rằng những MV liên khúc Bolero của anh ấy đã nhận được sự quan tâm rất nhiều của tất cả quý vị khán giả và có những MV là lên đến gần 60 triệu lượt view. Có lẽ tất cả những điều này ngày hôm nay chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi trải nghiệm không gian âm nhạc Bolero cùng với phần biểu diễn của nam ca sĩ Lưu Chí Vĩ.
vào.